rồi chào tất cả mọi người có ai đang uh, đi làm về hoặc là đang nghỉ giải lao hay đang uh, giải không nhỉ hôm nay mình lại lên live stream buổi tiếp theo đó là buổi số 4 nói về nên kim. ngoài ra là sẽ tư vấn cho anh em về cách làm giảm thuế thu nhập cá nhân thuế thị dân rồi là tư vấn về uh, cách uh, các cái kinh nghiệm đi xuất khẩu động bên nhật cách chọn đơn hàng tốt nhé tư vấn cho tất cả anh em. chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại lên để livestream là mình kiểm tra âm thanh một chút nhé. anh em kiểm tra âm thanh một chút xem nó có ok không. <laughs> tiếng có vẻ hơi bé nhỉ mọi người nhỉ. tiếng hơi bé để mình nói gần. Này. hello. xin chào hai người đang xem. tiếng có vẻ hơi bé nhỉ mọi người nhìn có rõ không nhỉ hôm nay mình mình dùng máy quay xịn để livestream cho anh em nên anh em nghe rõ nhỉ chút mạng có vẻ đang bị ấy gián đoạn này chào tất cả anh em chào tất cả mọi người Đấy mình nên đây livestream tư vấn cho anh em về nên kin. Bên mình chuyên nhận làm nên kin cho tất cả mọi người nào anh em chuẩn bị về nước ấy. Nên là mọi người có nhu cầu làm bên kin thì hãy liên hệ với cả Xuân Phạm bên kin nhé. Bên mình là mình là đã có khoảng tầm 4 đến 5 năm kinh nghiệm làm về nên kin là xử lý rất là nhiều hồ sơ nên là anh em hoàn toàn tin tưởng gửi sang bên mình. Vì cái này nên kin thì gần như tất cả mọi người ở Nhật đấy khi mà về Việt Nam mới đều phải làm lên kim mà để lấy lại nên kim nó chính là cái tiền lương hưu mà khi mình ở Nhật mình bắt buộc mình tham gia mình đóng ấy đấy. để mình chỉnh này cho nó chặt anh em nghe rõ không nhỉ người nghe rõ không nhỉ? Có vẻ âm thanh này mình nghe có vẻ thế không to lắm nhỉ? Mọi người nghe có rõ không nhỉ? Để mình thử lại. Alo. Mọi người nghe được không nhỉ? Dùng cái mic này nó rất là gần rồi đấy, không biết là anh em nghe có rõ không? Đây. Xin chào tất cả mọi người Các được rồi đấy nhỉ Đấy, hôm nay mình nên tư vấn cho anh em tiếp tục về nên kin nhá nghe chắc là âm thanh nó, nó nó nó, ấm hơn rồi đấy hello phương nhi phương nhi là về nước làm nên kin liên hệ với anh nhá xin, xin chào tất cả mọi người ổn đấy nghe ổn được hơn rồi đấy Hello Hoàng Quốc Thành nha, mọi người có câu hỏi gì về nên kin hoặc là cách làm giảm thuế thu nhập cá nhân hoặc là thuế thị dân thì hiện tại mình mình chỉ cho các bạn cách hướng dẫn cho các bạn kinh nghiệm nhá. Hello Hoàng Quốc Thành nhá. Anh em có muốn hỏi cái gì thì anh em đặt câu hỏi comment xuống dưới cho mình để mình ấy cho nhờ tất cả mọi người nếu mà cảm thấy video này hữu ích thì à, cái livestream này hữu ích thì chia sẻ lên các hội nhóm giúp mình đi nhá để mình chia sẻ thế này Hello Nguyễn Đức Duy. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh em ở Hiroshima Bay Tổ nha anh em nào ở Hiroshima bay tổ mà chuẩn bị về nước muốn làm tiên kin thì liên hệ mình nhé Mình ở Hiroshima gần Fukushima nhé chào tất cả mọi người ở Hiroshima Hiroshima bay tổ anh em nào mà muốn tìm việc uh, kỹ sư hay cái gì đấy thì cũng có thể liên hệ với mình mình, mình uh, có đơn nào hay thì sẽ gửi cho anh em hello bé nga nhé chào tất cả mọi người mình lên đây live stream để nên livestream để tư vấn cho anh em về nên kin anh em nào muốn làm nên kin thì vào đây liên hệ với mình nhé anh em có câu hỏi gì thì liên hệ để comment thì mình sẽ trả lời nhá Chào tất cả nhà nhá, xin chào cả nhà. Mình xin giới thiệu mình là Xuân Phạm, chuyên làm về nên kin ở Nhật Bản nhá. Anh em nào mà về nước muốn làm nên kin thì hãy liên hệ với mình để là inbox gửi hồ sơ qua Messenger thôi là mình có thể hỗ trợ anh em làm nên kin được rồi. Tiền nên kin lần 1 sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của mọi người. Đấy, lần 2 thì sẽ nhận sau khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Phí bên mình công khai là một lấy một man, một bộ duy nhất thôi nhá. Tất cả ba lần mình uh, hỗ trợ làm hai lần và nếu như bạn nào chưa được lấy được uh, thuế thu nhập cá nhân hoặc uh, thuế thị dân thì sẽ hỗ trợ anh em lấy lần ba luôn. Cái tiền đấy sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của anh em, không qua bên mình. Cho anh em hết sức yên tâm nha. Mọi người mọi người hết sức yên tâm nhá. Đấy, mình cung cấp dịch vụ làm nên kin cho những bạn nào hello nhỏ con cung cấp dịch vụ làm lên kin anh em nào mà có chuẩn bị về nước muốn làm nên kin thì nhớ chuẩn bị cho mình những cái giấy tờ sau nhá đầu tiên là khi nếu mà khi mà về nước thì anh em cái đầu tiên cái quan trọng nhất là cái sổ nên kin của mọi người phải giữ rất là cẩn thận này thứ hai là mặt trước của hộ chiếu thứ ba là cái mặt cuối mà khi người ta đóng dấu mình xuất cảnh của nhật bản ấy của hộ chiếu và thứ năm là một cái tài khoản ngân hàng mà ở Việt Nam chính chủ. Em nhớ cho mình cái đấy nhá. Nên là tất cả những bạn nào mà có thắc mắc gì về liên kinh hoặc là thắc mắc gì về thuế, đặc biệt là thuế, nhất là nhất là những cái bạn nào mà đang sinh sống ở Nhật Bản này, anh em nào ở Hiroshima Bay Tộ này à, muốn biết gì về cách kinh nghiệm làm giảm thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm hoặc là thuế thị dân thì anh em có thể vào đây xem và đặt câu hỏi cho mình mình sẽ trả lời cho anh em còn mình nói qua về ví dụ như là thuế thu nhập cá nhân nhé đối với cả thực tập sinh thuế thu nhập cá nhân thì hàng tháng các bạn vẫn bị trừ đấy thế để cuối năm mà lấy lại được hết cái tiền thuế đấy thì anh em nên gửi cho tối thiểu là hai người đến ba người nếu như anh em có người thân bạn bè thông thường là gửi cho ba người là anh em yên tâm là sẽ không À, không lo mất thế Đấy. Thế là mọi người có câu hỏi gì thì cứ vào đặt câu hỏi cho mình nhá em chào anh Hảo nhá mọi người chia sẻ giúp mình nhá cứ chia sẻ lên tường hoặc là ví dụ các bạn ở Việt Nam có thể chia sẻ lên các hội nhóm của huyện Dương Tài này hay là huyện Gia Bình gì đấy mà người chia sẻ lên các hội nhóm giúp mình ấy để cho mọi người ở Dương Tài Lương Tài có rất nhiều người sang bên Nhật này có rất là nhiều người sang Nhật này làm việc mà mình cũng biết là kể cả, cả hội Đồng Hương Bắc Ninh cũng thế ấy. rất là nhiều người luôn nên là rất là mong mọi người chia sẻ cho mọi người biết đến Xuân Phạm chuyên làm liên kin cho tất cả mọi người đấy mình là con một người con của Dương Tài xin chào tất cả anh em ở Osaka Bay Tụ nếu anh em mua sơ cao nào có anh em nào ở Bắc Ninh thì có thể vào đây xem đặt câu hỏi cho mình mình sẽ trả lời cho anh em nhé người có câu hỏi gì về lên kim và thuế có kinh nghiệm làm giảm thuế thì liên hệ cho mình nhé À, mình thì đang update là hàng ngày các cái luật về lên kin nên là có cái gì mới mình sẽ chia sẻ cho anh em còn bây giờ là những cái buổi đầu tiên thì muốn làm quen với tất cả mọi người cho mọi người quen mình đã xong dần dần mình sẽ live stream nhiều hơn và giới thiệu cho các bạn nhiều hơn về lên kin ở bên nhật bản này thế còn à, có thể chia sẻ thêm cho các bạn nào có nhu cầu mà à, hôm vừa rồi, rồi có một bạn ở việt nam chia sẻ luôn cho mọi người là muốn sang Nhật làm việc thì uh, bây giờ muốn tìm hiểu xem là sang Nhật chi phí đi như thế nào hoặc là sang bên Nhật này công việc như thế nào bởi vì thực ra có rất nhiều người ở Việt Nam đi sang tức là học đại học ấy muốn sang này visa kỹ sư thực ra người ta hoàn toàn có thể đi được kỹ sư sang bên Nhật này rất là dễ dàng tuy nhiên là mọi người cũng phải hiểu các bạn ở Việt Nam thì cũng phải hiểu được rằng là khi mà sang bên Nhật này ấy, cái môi trường làm việc nó không giống ở Việt Nam ở Việt Nam các bạn học đại học ở Việt Nam các bạn có thể là ngồi văn phòng điều hòa rất là mát à, công việc thì cũng không quá vất vả không phải là nằm chân tay Thế tuy nhiên là sang bên Nhật này rồi nhá các bạn à, sẽ tùy theo trình độ năng lực tiếng Nhật của các bạn và tùy theo trình độ học thức của các bạn nữa để mới hai là cái khả năng của các bạn phỏng vấn khi vào công ty của Nhật như thế nào thì các bạn sẽ được sắp xếp vào những công việc phù hợp thông thường các kỹ sư sang bên Nhật này mình theo mình được biết ý, khoảng tầm 6 đại 6 đến 70% đại đa số luôn là các bạn làm công việc chân tay giống như người công nhân ở Việt Nam thôi mặc dù đó là visa kỹ sư nhá công việc thì nó cũng nào chân tay thì anh em biết rồi nó cũng giống như ở Việt Nam thôi bạn nào chịu được thì cảm thấy nó bình thường còn bạn nào không chịu được thì cảm thấy rất là vất vả cho nên là những anh em nào ở Việt Nam muốn đi visa kỹ sư thì có thể vào đây xem cái livestream này của mình mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm khi mà sang Nhật thì các bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần như thế nào bởi vì nếu như các bạn chuẩn bị tinh thần tốt, tiếng Nhật tốt thì sang đây anh em sống cuộc sống rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Thế còn nếu như mà anh em mà ở Việt Nam mà chuẩn bị tinh thần không tốt, tiếng Nhật không tốt xong anh em cứ đòi đi Nhật sang bên này rồi, đến lúc gặp khó khăn anh em không xử lý được, xong anh em lại chán nản anh em về nước thì đấy là một cái anh em sẽ lãng phí cái thời gian của mình, lãng phí tiền của rất là rất là tiếc. Nên là mình muốn tư vấn ở trong cái livestream này cho tất cả bạn bè nên mọi người hãy chia sẻ cái này ra để cho những anh chị em, bạn bè, người thân nào mà đang có ý định đi Nhật thì có thể xem để biết được là nên đi Nhật như thế nào và nên chuẩn bị những cái tinh thần hoặc tâm lý, những cái gì cần thiết để anh em sang Nhật này làm việc một cách tốt nhất và có thể đạt được mục đích là anh em sang đây không những kiếm được tiền mà còn thành công trở về Việt Nam xin được công việc nương cao hơn và cái CV của anh em nhất là anh em kỹ sư ở Việt Nam nó có bằng đại học ở Việt Nam rồi anh em sang Nhật tiếp xúc với môi trường làm việc của Nhật, phong cách của Nhật rồi cái kỷ luật làm việc của người Nhật thì anh em sẽ có được những cái CV trong trong cái tờ CV của mình rất là dày và đấy là một cái khẳng định chắc địch cho cái kinh nghiệm của mọi người. Khi về Việt Nam làm anh em có thể phát triển rất là tốt. Còn nếu như anh em mà sang bên này anh em xác định là công việc nó vất vả quá, mình không học hành được cái gì, mình cảm thấy cái môi trường nó áp lực quá. Khi anh em trở về Việt Nam thì cũng chỉ giống như anh em trước khi anh em sang Việt Nam thôi. Cho nên là rất là mong Mọi người làm sao không những sang Nhật mà anh em có được tiền nhưng mà anh em còn phát triển được cả cái 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 bản thân của mình, phát triển được cái kinh nghiệm sống của mình để về sau phục vụ cho quê hương, không những tiền mình gửi về cho Việt Nam là mình phục vụ cho đất nước Việt Nam của mình, bởi vì ngoại hối gửi về là nghĩa là Việt Nam mình sẽ giàu lên mà. Thế nên là ngoài cái đấy ra thì anh em còn thu được những cái kiến thức, kỹ thuật của Nhật, những cái phong cách làm việc của người Nhật mà thực sự là anh em nên để ý những cái điều đấy để cho anh em có thể để phát triển được cái cái tương lai cái sự nghiệp cho mình sau này chứ bây giờ mình sang đây mình chỉ xác định kiếm tiền không thì đến lúc mình về nó nó cũng chỉ là tiền thôi chứ nó không có cái gì hơn cả đấy rất là muốn chia sẻ cho anh em là mình sang đây mới được có hơn 2 năm thôi nhưng mà mình đã cố gắng bươn trải và gần như mình chấp nhận tất cả mọi thứ để có thể vươn lên làm sao có thể thích nghi được với cái môi trường của bên Nhật Bản này cái môi trường tư bản dù là cái công việc ở bên này như thế nào mình đều sẵn sàng mình đón nhận nó và mình sẽ giải quyết nó. Nên là rất là mong mọi người khi mà nghe cái chim này của mình có thể hiểu được một phần nào đấy cái công việc ở bên Nhật này nó khó khăn nó vất vả và mình sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần như thế nào nhá. Nên là chào tất cả mọi người đang xem livestream này nhá. Đấy, mọi người mọi người có thể hello Trang Vũ nhá. mọi người có thể xem Chào tất cả anh em ở Hiroshima bài tội nha mình chắc mình chia sẻ nên mỗi cái hộ nhóm ấy thôi. Nên là chào tất cả mọi người ở trên Hiroshima bài tộ. Mình là người con của Bắc Ninh. Nên là rất là chào tất cả anh em nào mà sống ở Hiroshima là Bắc Ninh, người con đương tài Bắc Ninh nhá. Nên là chào tất cả mọi người. Mình thì là bây giờ sau khi sang Nhật được hơn 2 năm rồi thì bây giờ mình có làm một cái mảng là nên kin nhận làm dịch vụ nên kin cho tất cả các bạn sinh sống ở Nhật Bản mà chuẩn bị về nước đặc biệt kể cả những bạn là chủ yếu là các bạn thực tập sinh còn kỹ sư thì cũng có nhá. kỹ sư thì mình cũng chia sẻ luôn là các bạn sang đây thì thời gian các bạn ở rất là lâu các bạn về nước thì ít nhưng mà nếu anh em kỹ sư nào mà muốn về nước về, về nước mà muốn làm lên kin thì cũng có thể đến với mình mình sẽ làm cho anh em thủ tục thì nó cũng rất đơn giản thôi làm hoàn toàn online giấy tờ gốc anh em giữ tiền sẽ chuyển tầm vào tài khoản của anh em mình chỉ thu phí dịch vụ là một man trên một bộ thôi đấy cái này gọi là lấy công làm nãi thôi bởi vì thực ra là mình chỉ có lợi thế là mình ở bên nhật này thôi anh em về việt nam thì anh em anh em làm thủ tục ấy có mình xem ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều uh, các bạn hướng dẫn là có thể tự làm lên kin được thì cái đấy mình cũng khẳng định là làm được tuy nhiên là mình thấy như này nếu như anh em mà tự làm lên kin ấy thì anh em sẽ bỏ cái thời gian mà anh em bỏ công ra mất vài ngày ấy, thì mình nghĩ là nó không đáng bằng cái việc là anh em thuê dịch vụ bên mình anh em làm chỉ mất một man một bộ thôi thế còn những anh em nào mà có thời gian đầu tư anh em có thể kháng tìm hiểu được thì anh em vẫn có thể tự làm là không sao cả thế còn những bạn nào mà về việt nam ấy các bạn không có đủ điều kiện là các bạn nào được nên kin thì các bạn có thể liên hệ qua bên mình mình sẽ hỗ trợ cho các bạn và à, bởi vì mình làm cho nhiều người thì cho nên chi phí nó mới giảm xuống được chứ còn thực sự mà để một mình mình mà đi làm cho một người một người, thì mình nghĩ là chi phí đấy không đủ đâu thế nhưng mà bây giờ mình phải làm cho nhiều người gọi là lấy công làm lãi thì mình cung cấp cái dịch vụ nên kin đấy cho tất cả mọi người anh em nào ở Hiroshima, Baito hoặc là các bạn nào ở Bắc Ninh, các bạn nào lương tài mà đang sinh sống ở Nhật chuẩn bị về nước có thể liên hệ với mình inbox qua Facebook này cho mình để mình hỗ trợ cho anh em và mình sẽ hướng dẫn anh em làm nên kin để nhận lại số tiền nên kin thông thường nhé các bạn đi Nhật 3 năm về các bạn sẽ nhận được khoảng hơn 100 triệu thông thường là như thế nên là anh em hãy chú ý cái điều này để về nước rồi có thể lấy được liên kinh ngay nhé nếu mà anh em để lâu quá thì uh, hình như là theo mình được biết là trong vòng khoảng 1 uh, sau khoảng tầm 2 năm nếu anh em không làm thủ tục thì cái tiền ấy sẽ bị mất nên là anh em về anh em cần phải làm luôn đấy nay chia sẻ cho các bạn một chút về về cái công việc của mình về cái cuộc sống của mình bên này đồng thời là những cái gì mà anh em ở Việt Nam cần cần phải biết để trước khi sang bên Nhật này, đấy. đặc biệt hướng dẫn các bạn kỹ sư nhé. còn thực tập sinh các bạn đi, các bạn không có bằng đại học và các bạn không có uh, bằng cấp gì mà các bạn muốn sang Nhật kiếm tiền chân tay thuần túy thì cái điều đơn giản nhất mình anh muốn khuyên chắc chắn là nếu các bạn đi theo thực tập sinh thì sẽ ít tuổi hơn anh rất nhiều. anh muốn khuyên các em đi theo visa thực tập sinh, uh, thì các em nên uh, chịu khó học tiếng nhật là một này thứ hai là anh em các em chịu khó rèn luyện sức khỏe theo những cái gì mà những cái trung tâm tiếng nhật những cái trung tâm xuất khẩu động người ta yêu cầu bọn em bọn em bởi vì tất cả những cái điều đấy đều tốt cho bọn em thôi khi bọn em sang bên nhật này bọn em làm bọn em có một cái sức khỏe tốt một cái tiếng nhật tốt thì bọn em sẽ tiếp xúc với cả người nhật tiếp xúc được với cả những cái cuộc sống bên này từ cả việc anh em đi siêu thị anh em tìm hiểu những cái giấy tờ À, cho ví dụ như là giấy về thuế này, giấy về bảo hiểm này, khi mà cấp cho anh em ấy thì bọn em có thể biết được một chút tiếng Nhật nào đấy thì anh em có thể làm được. Hoặc ngoài ra à, có bạn bè gửi đồ cho mình cũng biết cách ra đi mình gửi đồ. Đấy, thì mình có tiếng Nhật thì mình sẽ làm được những cái điều đơn giản như thế mà không gặp khó khăn gì cả. Thì cuộc sống mình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi vì bên Nhật này tất cả những cái dịch vụ đấy nó rất là phát triển. À, cái việc mà mua sắm đồ trên mạng anh em muốn tìm hiểu đồ những cái đấy ngoài công việc ra thì thì mình có thể mình sử dụng tiếng nhật trong những cái tình huống như thế Đấy thì rất là mong các bạn các em thực tập sinh ấy, sang bên nhật này thì cần chuẩn bị những cái tinh thần những cái điều như thế thì khi bọn em sang đây bọn em làm thì rất là đơn giản thôi vì à, các em sang đây không phải là bọn em sang công ty là không có người việt bọn em sang hay có người việt kể cả như các bạn ở công ty của anh sang bên đây có cả anh rồi có các bạn đi trước sẽ hướng dẫn các em làm việc rất là nhiệt tình bọn em không phải lo no lắng gì về công việc nó có khó khăn hay không sang đây có người hướng dẫn cho mình nên là rất là đơn giản thôi chủ yếu là ở Việt Nam các bạn học thế còn một số trung tâm mới có yêu cầu mình thấy mình nghe nhiều cái trung tâm ở Việt Nam ấy có yêu cầu là phải có bằng N4 là biết để gây áp lực cho các bạn học ấy thực ra thì nói thật với các em là cái bằng đấy nói thật là bọn em có thể chia sẻ cái này ra cho đến tất cả những cái đấy là tất cả những cái trung tâm đấy được biết là nói thật là cái bằng đấy chỉ là ở Việt Nam làm hình thức thôi bọn em nếu như bạn nào mà cảm thấy không học được mà áp lực quá ví dụ như mình có một cô cô em hoặc là chú ấy, mình cũng nói thẳng luôn là nếu như em cảm thấy áp lực quá em hoàn toàn có thể xin về nhà nghỉ ngơi mà tự học dần dần thôi không cần quá áp lực vì nhiều khi các bạn bị công ty ép học tiếng Nhật nhiều quá bạn áp lực sinh ra là sinh ra bệnh tật, nhiều khi là bạn bị ngất hoặc bạn bị khó thở thì cái đấy là rất là rất là ảnh hưởng. Nhưng mà cái đấy thực sự là không cần thiết bởi vì tiếng Nhật nói thật là bọn em học để về sau cho tương lai của bọn em thôi chứ còn sang công nhật sang bên này nhiều khi nhiều công ty người ta cũng có nói là mong muốn các bạn biết tiếng Nhật thôi chứ không phải bắt buộc. Nên bọn em đừng có áp lực quá trong việc học tiếng Nhật. Bọn em vẫn vẫn học bình thường, học một cách vui vẻ thôi, coi tiếng Nhật là một cái gì đấy nó là một cái sự yêu thích của mình thôi, nó giống như bọn em có thể nghe những bài hát tiếng Nhật, tìm hiểu về văn hóa của Nhật thôi. Bọn em đừng nghĩ là học tiếng Nhật là cái gì nó là cái nhồi nhét cho mình rồi nó gây ra gây ra một cái bức tường trước mặt bọn em thì nhiều khi là nó nó sẽ dẫn đến là mọi người mọi người sẽ cảm thấy áp lực, mọi người không thích tiếng Nhật nữa. Chứ còn thực ra tiếng Nhật nó cũng như ngôn ngữ bình thường như một đứa trẻ đi học thôi. Bọn em chỉ coi một cái điều như thế là nó là cái công cụ cho bọn em sang đây bọn em làm việc, bọn em giao tiếp với người ta thôi còn nhiều khi bọn em biết được thì bọn em sẽ diễn đạt được cái ý của bọn em ra thì bọn em sẽ thoải mái hơn còn như công ty của anh ấy nhiều bạn sang nhật nhanh quá có bốn tháng thôi thế công ty có yêu cầu tiếng nhật đâu bạn ấy không biết tiếng nhật thì có bọn anh người việt đây bọn em dịch dịch cho hoặc có những bạn nào biết tiếng nhật của bạn dịch cho không làm sao cả thế nhưng nhiều khi công việc bọn anh bận các bạn ấy cần sự giúp đỡ cần nói chuyện với cả quản lý và bây giờ nó hết hàng muốn lấy hàng mới chẳng hạn thì tiếng nhật của mình không biết không biết phải nói thế nào không diễn đạt được nhiều khi quản lý nó cáu nó mắng một hai câu thì tự nhiên này chán đấy thì nhưng lúc chỉ gần như thế thôi Mọi người biết tiếng Nhật thì sang bên này bọn người mọi người sẽ nói được vài câu thế thì quản lý nó à nó cũng hiểu thế nó ok lắm chứ người Nhật nó cũng không quá khắt khe là phải giỏi tiếng Nhật phải giao tiếp chuẩn chỉ như người Nhật đâu chỉ cần biết vài câu giao tiếp cơ bản nói vài câu cơ bản thôi diễn đạt được ý thế là xong rất là đơn giản thế thôi đấy nên là rất là mong anh em xem hôm nay chim này chia sẻ ra cho những ai đang cần nhá. thế nên là anh bây giờ anh sang bên này là được khoảng tầm hơn 2 năm rồi, thì anh cũng sẽ cố gắng để có những cái gì anh biết anh chia sẻ được anh sẽ chia sẻ cho tất cả những bạn nào ở Việt Nam đang cần, nên là sẽ cố gắng là mỗi một ngày hoặc là đến cách một ngày sẽ livestream một lần để để chia sẻ cho mọi người vừa là nói chuyện cho mọi người về cái nền kim của anh nhá, anh cũng đang làm về cái nền kim Nhật Bản này Đấy, ngoài ra là chia sẻ cho các bạn nào về có kinh nghiệm hơn có kinh nghiệm hơn về về việc là lựa chọn đơn hàng hay là đi đi nhật như thế nào công việc bên này nó như thế nào thế thôi cần phải chuẩn bị những cái gì thế còn mọi người sang bên này kiếm tiền thì hiển nhiên là kể cả làm lương anh nghĩ là lương thấp nhất thì các bạn cũng vẫn làm lương cao hơn ở Việt Nam chỉ có điều là thấp quá thì nó nó, nó khiến, tức là cái việc là bọn em chi phí đi sau này cũng thông thường cứ mất khoảng 160-170 triệu. Có bạn thì tổng chi phí vào khoảng 200 triệu mà nương như thế thì cũng đâu trả được uh, gốc. Thì cũng, cái đấy cũng là thiệt thòi cho các bạn đấy, cũng thông cảm. Thế còn hầu hết nên là bọn em uh, muốn chọn đơn hàng thì thực ra nha, bên Nhật này anh cũng khuyên bọn em nếu mà đi theo đơn hàng ấy. Bạn nam thì nên đi theo đơn cơ khí. Hàn xì cũng được, các công ty về hàn xì nhất là về đóng, đóng tàu biển những thứ nhá lương cao lắm các đơn hàn xì hoặc là về xây dựng thì nói chung là xây dựng thì lương có cao nhưng mà làm rất vất vả Ví dụ nếu mà vào công ty xây dựng nhỏ thì các em lương sẽ thấp còn cái công ty xây dựng to hay nhỏ thì thực sự là ở Việt Nam rất là khó kể cả bản thân anh để biết được công ty xây dựng lớn ấy bọn em cũng phải tìm hiểu kỹ thì bọn em mới biết được đấy còn đơn xây dựng nha nếu như nhất là đơn xây dựng các bạn đi đơn xây dựng mà có những đơn xây dựng quay lại lương cao lắm hôm rồi anh có một cái đơn đấy đơn dành cho cốt thép, làm tức là buộc sắt đấy, mình buộc làm các cái cốt thép cho các tòa nhà ấy thì lương cơ bản 25 man rồi. Bởi vì các bạn làm trong điều kiện nó vất vả quá, quan được trợ cấp nhiều. Công ty đấy là chắc chắn là công ty lớn rồi. Đấy. Nên là mọi người có thể mọi người có thể tìm hiểu kỹ đơn hàng của mình. Đấy còn anh khuyên là nếu các bạn nam nên đi theo đơn nhà xưởng cơ khí, về cơ khí gia công CNC các thứ đấy thì vào đấy bọn em làm nó sẽ rất là nhàn và những cái công ty đặc biệt là công ty nào có ca đêm thì chắc chắn là bọn em sẽ được thêm một cái phần trợ cấp ca đêm rồi tăng ca hay không mọi người sẽ có một cái phần trợ cấp ca đêm đấy sẽ rất là tốt đúng không đấy thế còn ngoài ra con gái thì nên đi theo đơn thực phẩm hoặc là mộc nhà xưởng mộc trong nhà xưởng tùy theo công ty có công ty lương rất cao luôn làm thêm nhiều thế còn những cái mà đi theo đi theo đơn thực phẩm thì gần như thực phẩm này ngày thực phẩm ở nhật bản rất là phát triển hoặc đơn cơm hộp rất là phát triển luôn mọi người nhé làm cái đấy thì nói chung là những cái đơn những cái đơn đấy thì gần như việc không ra hết luôn làm tăng ca thoải mái nó trong một năm kể cả dịch này nhé dịch này thực phẩm vẫn phát triển bởi vì người ta nhu cầu ăn uống bọn em phải hiểu là ăn uống nó không bao giờ là hết cả chỉ có cái này là bị ảnh hưởng này nhưng bạn đi theo đơn nhà hàng khách sạn là bị ảnh hưởng này đấy cái đấy bị ảnh hưởng rất nhiều luôn còn là những cái đơn như là bây giờ là có đơn đi hộ lý ấy, thì nói thật là đơn đấy thì lương cao chế độ thì cũng tốt thế nhưng mà có một cái giả là bọn em phải đào tạo kỹ thứ hai là cái ngành dịch vụ ở nhật thì mọi người biết rồi dịch vụ nhật nó rất là chỉnh chu nên là rất là cần phải làm cái gì nó cũng phải nguyên tắc sạch sẽ Cho nên là khi bọn em đi đưa đơn hộ lý thì bọn em cũng phải học được thế nhưng bạn nào mà vượt qua được cái đấy mà bạn bạn ấy lấy cái chứng chỉ bạn ấy về Việt Nam làm thì bạn có thể xin vào những bệnh viện rất lớn luôn thậm chí như cả Vinmec cũng có thể xin được đấy à, xin xin chào chị Sen nhá thần thái đi em ơi là gì chị ơi là sao thần thái đi em ơi là gì em 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 chưa hiểu <laughs> Xin chào tất cả mọi người nhé Xin chào tất cả mọi người ở Việt Nam Chào tất cả anh em ở Hiroshima Bay Tộ Và chào tất cả mọi người đang xem live stream này Chào chín người đang xem, tám người đang xem Nói chung là Cuộc sống của bên Nhật hiện nay Hôm vừa rồi, rồi có một cái cơn bão Cả cho mọi người nghe một chút này hôm vừa rồi có cơn bão số 10 ấy, thì vào nhật đấy sức gió rất là mạnh rất là may xem trên tình hình trên thời sự thì cũng không bị ảnh hưởng cái vùng kia siêu ấy không bị ảnh hưởng nhiều lắm mọi người đã có sự phòng phòng, phòng bị trước rồi cho nên cũng đỡ đấy đấy nên là thế là thông tin mới về nên kin trong có gì mới nhỉ mọi người quan tâm về nên kin mọi người nhớ nhé nên kin là nương hưu ở nhật là khi mà anh em nào mà sang bên nhật làm thì cũng đều phải đóng tiền nên kin đấy nên nương cơ bản nó sẽ trừ vào nương cơ bản của mọi người công ty sẽ đóng cho một nửa và mình đóng một nửa khi về nước là mọi người sẽ nhận được hơn 100 triệu cho nên là những cái bạn nào mà chuẩn bị về nước chắc chắn là cũng đều biết cái điều đấy thì muốn làm nên kin thì phải liên hệ với anh đấy. anh sẽ hướng dẫn thủ tục để là cho mọi người là hôm vừa rồi, rồi có một là anh kỹ sư của anh ấy cũng anh ấy về nước và cũng đã gửi hồ sơ cho mình để mình làm liên kim cho anh đấy rồi. Chắc khoảng tầm thông thường liên kim khoảng tầm uh, 4 đến 6 tháng là sẽ nhận được tiền liên kim. Bởi vì tại sao lại lâu như thế? Thì thực ra nếu như mà ít ý, ít người làm ấy thì có thể thời gian sẽ nhanh hơn. Thế nhưng mà mình phải xếp giống như mình xếp hàng ấy. Vì là rất là nhiều người làm liên kinh rồi cho nên là cái sở liên kinh người ta cũng năng lực, người ta cũng tùy theo từng nơi thứ ấy, người ta cũng phải xử lý ai đến trước thì làm trước thôi chứ còn ai đến sau làm sau thì thông thường nó sẽ xử lý trong thời gian như thế. Là người sẽ có tiền, tiền này sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ở Việt Nam của mọi người nhé. Thế là người chú ý cái đấy để chuẩn bị làm liên kinh nhé. Tất cả những bạn nào về nước bắt đầu theo như mình được biết là chính phủ giữa hai nước là đang bắt đầu mở cửa chuyến bay rất nhiều rồi và cũng có nhiều người đăng ký để chuẩn bị được về Việt Nam rồi thế những cái bạn nào mà về Việt Nam đấy thì xem được cái livestream này thì liên hệ với anh để làm liên kin nhé liên kin chính là tiền lương hưu trí ở Nhật Bản mà anh em không sống ở Nhật nữa các bạn nào về Việt Nam mà về chơi cũng về khoảng một tháng sau đó quay lại vẫn có thể làm được liên kin Muốn lấy tiền liên kim hơn 100 triệu thì liên hệ với anh Anh sẽ hướng dẫn cho Để làm liên kinh Còn các bạn nào không muốn làm sau 5 năm các bạn về Thì các bạn cũng có thể liên hệ với anh Như các bạn lấy được liên kim Kỹ sư cũng lấy được liên kim Hiện nay thì kỹ sư để đi 5 đến 10 năm Thì cũng chỉ lấy được liên kim 3 năm thôi Bắt đầu sang năm thì lấy được 5 năm Cái hệ số này thì sở liên kinh người ta chưa quyết định là bao nhiêu Thế còn bây giờ maximum Đối với cả liên kim 3 năm là được 2,7 bạn nào trên 36 tháng thì sẽ được khoảng tầm 3.3 3.3 tiền tổng thu nhập nương cơ bản là các bạn kỹ sư trung bình khoảng tầm 25 đến 30 man này nó rơi khoảng tầm gần 100 man thì đấy tương đương gần 200 triệu tiền nên kinh tiền nương hưu đấy. đấy Xin chào tất cả mọi người nhá chào tất cả mọi người đang xem livestream nhé Mọi người có hỏi gì về à, cuộc sống bên Nhật này mình cũng có thể chia sẻ ngoài này một chút cũng được, không sao cả. Hôm nay nên nên, nên sóng buổi thứ tư về nên kin cho tất cả mọi người. Em chào chị Thơm Ngốc nha. Chị công việc ở Việt Nam có tốt không chị ơi? Mọi người có thể xem lại cái livestream này ở trên tường của mình nhé. Mình sẽ để chế độ công khai cho tất cả mọi người có thể vào xem lại có thể chia sẻ lên trên các cái trang uh, cộng đồng ở việt nam như bạn nào có nhu cầu về đi nhật thì chia sẻ lên trên đấy để mình xem được cái live stream này để biết được thông tin nhá em chào chị thơm nhá chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe chúc cho anh chị công việc ngày càng thuận lợi nhá Đây, để xem có thông tin gì mới về niên kim để cung cấp cho mọi người ở nhật bản ấy quy định là từ uh, 20 đến 60 tuổi này sẽ phải tham gia đóng tiền niên kim những cái bạn mà mới sang dưới 20 tuổi ấy, thì các bạn những cái có sẽ rất rất là nhiều bạn sẽ có những cái thời điểm là các bạn sẽ không bị đóng niên kim chị thơm ơi chào nhau một cái đi chị thơm ơi rất rất là nhiều người sẽ không phải đóng tiền lên kinh thì đến đủ 20 tuổi rồi thì lúc đấy các bạn sẽ được công ty tự động làm lên kinh cho à, tự động đóng lên kinh cho các bạn nên là mấy bạn mà sang dưới 20 tuổi những cái thời gian đầu tiên ấy, lợi thế cực kỳ luôn đấy không được không phải đóng tiền lên kinh là mỗi tháng đỡ bị trừ mất khoảng tầm 2 man đấy hai man là khoảng 4 triệu tiền việt đấy Hello Văn Tuấn nha Xin chào Văn Tuấn nha mọi người anh em chị em bạn bè ở Việt Nam nhìn là mình có khác so với ngày xưa không có ai nhận ra mình không Xin chào tất cả anh em và cộng đồng Hiroshima bay tổ nha Chào tất cả anh chị em bạn bè trên Facebook của Sơn Phạm nha Chào Văn Tuấn nha Chào em Văn Tuấn nha vân tuấn đi làm về chơi vân tuấn rồi chào tất cả 6 người đang xem nhé xin chào tất cả mọi người hôm nay mình nên tư vấn về nên kin anh chị em bạn bè nào mà có người thân bạn bè về chuẩn bị về việt nam muốn làm nên kin thì hãy giới thiệu cho xuân phạm nhé chào tất cả mọi người mình cung cấp dịch vụ làm nên kin anh em có nhu cầu làm lên kinh thì hãy liên hệ với mình nhá. Ngoài ra sẽ tư vấn thêm cho anh em về các cái kinh nghiệm làm giảm thuế ở Nhật Bản rồi là miễn thuế ở Nhật Bản thì có một cái kinh nghiệm như này nhá, bây giờ tháng 9 rồi, sắp sửa vào cuối năm rồi thì bây giờ mọi người sẽ còn khoảng tầm 2 tháng nữa, 2 đến 3 tháng nữa này gửi tiền về Việt Nam. Thì anh chị em nào mà có người thân chứng minh được mối quan hệ với cả người thân thì anh em hãy tranh thủ cơ hội này anh em làm những cái thủ tục đấy đi để sau đó là gửi tiền về cho những người thân đấy thì anh em nộp lại cái giấy tờ sang bên nghiệp đoàn cho người nghiệp đoàn người ta sẽ làm cho anh em để giảm thuế sang năm anh em sẽ đỡ mất thuế thị dân là một này thuế thu nhập cá nhân là hai này thuế thu nhập cá nhân thì sẽ mất nếu bình thường anh em uh, hàng tháng anh bị bị trừ khoảng tầm mấy man gì đấy rơi khoảng tầm 6 đến 7 triệu trung bình là như vậy thì mọi người sẽ lấy được về cái tiền đấy nếu như anh em gửi cho khoảng 3 đến 4 người thế còn một cái điều nữa là sang năm sang năm sẽ còn cái thế thị dân thế thị dân nếu như anh em làm ít quá thì sang năm anh em sẽ bị mất tiền thuế thị dân đấy nên là đều mà để mà cái tháng bắt đầu ở bên nhật này nhá người ta quy định là cái thế thị nhân này người ta sẽ thu theo chọn gói một năm một năm nhá thì hôm trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn là ví dụ ở nhật bản này, người ta sẽ thu từ tháng 6 năm nay đến tháng 5 sang năm thì bây giờ những cái bạn nào mà ở đến tầm tháng 7 sang năm à, tháng ví dụ, ví dụ nhá các bạn visa các bạn là đến tháng 7 đúng không các bạn ở bên tháng 7 sang năm các bạn về nước mà nếu như năm nay các bạn không làm giảm thuế thị dân thì sang năm đến tháng 7 đấy các bạn sẽ bị thu nguyên một cái tiền thuế tự dân của một năm đấy mặc dù tháng 7 các bạn về nước nhé nhưng mà từ cái tháng 6 sang năm đến cái tháng 5 của sang năm nữa các bạn sẽ vẫn mất cái tiền thuế thị dân đấy bởi vì người ta sẽ căn cứ theo cái thu nhập năm nay của các bạn để người ta tính cái tiền thuế thị dân nếu như bạn không đóng cái tiền đấy thì khi mà các bạn lấy lại cái tiền nên kinh lần hai người ta sẽ trừ vào cái tiền đấy người ta sẽ từ trừ người ta sẽ trừ vào cái tiền nên kinh đấy cho nên nếu như bạn không không làm thủ tục để làm giảm cái tiền thuế thị dân mới thuế thu nhập của nhân ngay từ bây giờ thì đến lúc các bạn lấy lại cái tiền nên kinh lần hai là các bạn sẽ bị trừ vào cái tiền đấy luôn nên là không bao giờ chạy đi đâu được với một cái điều nữa là khi mà anh em muốn quay trở lại nhật thì cái hồ sơ đấy nó sẽ được lưu ở trong bên của cục nó sẽ có một chút khó khăn cho anh em. Cho nên tất cả những cái bạn nào mà sinh sống ở Nhật thì hãy làm sao hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ thuế má rồi là ngoài ra nhé mình chia sẻ thêm một chút về cả, cả dịch vụ sim anh em đăng ký sim ở để... bên. À, xin phép khỏi mạng của mình đang bị mất nên là vừa nãy nó bị gián đoạn một chút xin chào Bùi Ngọc nhá chào Bùi Ngọc mình đang đi lấy điện thoại lại mình xóa cái này đi được rồi mạng được rồi xin chào tất cả mọi người xin lỗi mọi người nha vừa nãy nó bị mất tín hiệu đấy nên là khuyên tất cả anh em nhé khi anh em ở bên Nhật này đặc biệt là bây giờ ở bên Nhật này chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm nữa là các cái bạn mà muốn đăng ký đăng ký mạng xong là lấy máy điện thoại ấy chú ý cái điều này là anh em không nên cung cấp những cái thông tin cho những cái bên cung cấp dịch vụ mạng di động ấy, dịch vụ làm sim ấy bởi vì rất có thể là anh em sẽ từ sau đấy là vài tháng anh em sẽ nhận cuối năm anh em sẽ nhận về một cái tờ hóa đơn của một nhà mạng đấy mấy chục mạng tiền tiền phí thế nên tuyệt đối khuyên anh em nhé nếu có dùng bên này anh em nên mua sim đất luôn mua đất sim sim data chẳng hạn hay gì đấy để tránh những gặp về sau anh em anh em bị dính đến cái bên nhà mạng Mệt cực kỳ luôn Xin chào Bùi Ngọc, xin chào Đỗ Văn Nạm, Chào hai em Chào anh em Okamoto à, Nam chuẩn bị về nước thì Nam nên khi liên hệ với anh nhá Ờ ok tí nữa anh chuẩn bị đi du lịch Okamoto đêm nay rồi em ơi Yên tâm 30 phút nữa là sẽ đi du lịch thôi Tí nữa cưỡi bò đi đi du lịch Yên tâm Okamoto du lịch dài lắm Xin chào Đỗ Văn Nam nhé Và là về Việt Nam làm nên kinh liên hệ với anh nhá Chuẩn bị về nước vào tháng 9 về nhỉ làm Nên làm lên kinh liên hệ nhá Riêng Đỗ Văn Nam được miễn phí thì tiền làm nên kinh luôn Không mất một đồng nào Nam nhớ, Ngọc nhớ là cuối năm mình gửi tiền về cho gia đình đi nhá, gửi tiền về cho người thân nhiều vào nhá. Gửi, gửi về để con làm giảm thuế nhá không gửi về làm cuối năm nó trừ thuế rồi đấy ok em tối đi cày tư vấn luôn nhá tư vấn nhiệt tình luôn hôm nào hôm nào mình đang có ý, mình đang muốn chia sẻ với anh em một chút về nghề cơ khí của mình đây tại vì ra trường 10 năm nay học học cơ khí 5 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ nào một cái buổi nào chia sẻ về xem là mình học cơ, cái ngành cơ khí ấy, mình đã từng học cái gì nhé hôm nào sẽ làm chia sẻ cho anh em nhé xem trong máy tính mình cài những phần mềm cơ khí gì cho mọi người biết được là trong ngành cơ khí thì cần biết những cái phần mềm gì những cái phần mềm gì mà anh em cơ khí học và khi mà làm như nào nhé chia sẻ về cái lĩnh vực những cái kinh nghiệm mà mình biết mình có hôm nào sẽ làm một cái live stream cho anh em về cái đấy để chia sẻ cho các bạn biết có thêm kinh nghiệm về một chút kiến thức về cơ khí chẳng hạn Đấy, hôm trước hôm, hôm 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 vừa rồi mình cũng có xem được một cái uh, trên kênh youtube nói về các cái uh, loại hình gia công cơ khí ấy, thì mình cũng đang tìm hiểu lại xem là hôm nào sẽ chia sẻ cho tất cả anh em có thể mọi người sẽ có một chút kiến thức mở mang kiến thức Các bạn nào chưa học cơ khí hay là nào nhưng mà đang làm về cơ khí chẳng hạn sẽ biết được đấy những cái phần mềm cơ khí mà bên trong cơ khí người ta hay làm mọi người có là mình đã đặt câu hỏi là những cái bản vẽ cái thiết kế của phần mềm gì chẳng hạn người ta làm như nào và có những tiêu chuẩn dung sai như thế nào thế thì mọi người có thể biết được trong cơ khí nó đều có tiêu chuẩn hết bởi vì là là, là mọi người hay nghe câu là máy máy móc ấy. máy móc ấy. cái tính tính máy móc ấy. nên là máy móc là trong cơ khí như thế đấy bởi vì cơ khí người ta quy định những cái tiêu chuẩn những cái dung sai rất là chi tiết tỉ mỉ đến từng từng tí một lên trên trên một cái bản vẽ nhé khi người ta trình bày trên bản vẽ những cái nội dung đấy là nó đều có tiêu chuẩn hết đều quy định hết nên không thể làm bừa được nên khi anh em đọc là anh em sẽ hiểu được cái tiêu chuẩn đấy nếu như biết được cái tiêu chuẩn đấy rồi là mình sẽ truy ra khi nào nào nó có trong khi mà đi học là một người sẽ được dạy cái đấy hết trong những cái sách bản vẽ cơ khí là người ta đã có nói hết những cái đấy rồi nào hôm nào sẽ làm một cái buổi đấy cho anh em nhé bây giờ phải nói về ninh kin trước Nam nhớ nhá, nếu mà làm làm lên kin thì lại với anh nhá, miễn phí lên kin cho Đỗ Văn Nam. là nghiên cứu thêm một chút về cơ khí mà chia sẻ cho anh em. Chắc chắn kể cả nói thật là mình cũng khẳng định luôn là kể cả nhiều rất nhiều anh em học cơ khí thật đấy nhưng mà chưa chắc là anh em đã được làm về bên gia công nhiều. Có anh em nào về làm về gia công thì mới hiểu là có nhiều bạn học cơ khí nhưng không làm về gia công ấy. Không làm về gia công cơ khí thì chưa chắc đã đã hết anh sơn nhá. Ừ, đã biết được kể cả trong các cái chương trình CNC các thứ các câu lệnh CNC ấy, có khi anh em không làm anh em quên hết đấy là nào thế này chim cho anh em một buổi như thế để anh em xem xem cái màn hình máy tính của mình những cái phần mềm cơ khí nó có những cái gì ngoài cái việc mình những cái phần mềm bọc vạch linh tinh ra thì mình có những phần mềm cơ khí để trong máy tính thì chia sẻ cho anh em Hello Hello Mr. Đào Sơn nhá Khỏe không anh Hello Hello Thôi, nói chung là cũng livestream được khoảng tầm 40 mấy phút rồi thì À của anh nhá Nếu mà tính trung bình như của anh thì cũng phải được thu nhập của anh như thế thì nó được, khoảng tầm 50 man thì đấy khoảng hơn 100 triệu 12 man nhưng mà chưa trừ gì của anh khoảng 15 16 man 16 man mà nhân với khoảng 2,7 nó cũng phải khoảng gần nó cũng phải gần cỡ chưa trừ cái gì đi nữa 18 man nó phải rơi có khoảng tầm gần 100 triệu có khoảng ăn áng mọi người nói chung là tính sơ sơ có khoảng 100 triệu cụ thể lúc đấy phải xem bởi vì nó còn tính tổng thu nhập trung bình của anh theo 3 năm cơ mà bây giờ anh nhận như thế đã được mấy tháng đã ăn thua gì ví dụ mấy tháng sau của anh nương của anh cao lên ấy anh làm thêm nhiều anh cao lên thì cái tiền lên kinh của anh đóng các thứ thu nhập của anh nó sẽ đăng lên thì nó sẽ đỡ, nó sẽ được thêm à hello bùi hello nguyễn quốc đại chào em anh em chuẩn bị lên okamoto du lịch đi em nhá Nên sao đủ anh 100 triệu Mới hơn mấy triệu là gì mà chả đủ Sao không đủ tiền lấy vợ Đủ quá chứ Em chào anh Biển Hoàng Hello Nguyễn Quốc Đại Em chào anh Biển nhá à, chúc, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe Đủ quá đi trơn này Nên kinh đủ tiền lấy vợ rồi Mà bây giờ như ngành của anh ấy Cái ngành của anh, ngành xây dựng đấy Khi mà hết 3 năm mới có thể chuyển sang Tokute Tokute thì Có thể tìm được cái nương đơn, đơn, đơn rất cao nhé Riêng xây dựng mà anh đã chịu đựng được rồi đấy như, như ông anh mình ấy mọi người ấy. là Anh Sơn này là anh cũng làm xây dựng này Nói chung là được cái quan hệ với người Nhật khá là thân thiện ấy. Nên môi trường chắc không hấp được lắm Thế thì làm xây dựng cũng được Sau đấy anh em chuyển ngành sang Tokute Nương rất là cao luôn lúc đấy có gì anh cứ liên hệ với em sẽ tìm cho nha tìm cho những cái đơn đường vừa rồi có cái đơn cốt thép liên quan xây dựng này Được về làm ở trên Tokyo ấy 25 man một tháng lúc đấy nương cao cực kỳ luôn nên thực ra thường sinh bây giờ cũng có nhiều cơ hội để làm những cái đơn lương cao mọi người cứ yên tâm Hello anh An nhá Chúc anh ngày càng sức khỏe và võ thuật ngày càng nên cao nhá anh An này là bạn của mình học cùng với đại học ngày xưa đây mọi người này. Anh ấy võ vị Xuân quyền rất giỏi luôn. Mọi người ở Việt Nam mà muốn học vị chân quyền liên hệ với anh An nhé. Anh An đang học bồi dưỡng thêm để để có thể dạy cho lại cho mọi người rèn luyện sức khỏe. Hả? anh luyện tập luyện tập cho nó thành cao thủ ấy xong là bao giờ mở trung tâm huấn luyện cho những cái bạn ấy bởi vì giờ nói thật là cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu con người về sức khỏe ngày, ngày càng ngày càng nhiều ấy hello thiều dũng nhá em nay làm ca đêm cho nên là livestream sớm cho tất cả mọi người livestream một lúc nữa thì em đi nào nay mỗi ngày nói chung cố gắng dành nhau khoảng một tiếng để livestream chia sẻ với người về công việc cũng như là về cuộc sống rồi là tư vấn về làm giảm thuế từ vì từ nay đến cuối năm là uh, chắc chắn là mọi người sẽ phải làm giảm thuế nếu không làm giảm thuế thì cuối năm sẽ bị trừ tiền ví dụ như anh sơn mà anh không làm giảm thuế anh không gửi cho nhiều người anh không làm nhá cuối năm có khi tháng ấy nhận về bảy lá thôi trừ nhiều lắm nó sẽ cân đối lại thuế mà cân đối lại thuế mà nó trừ chưa đủ nó trừ tiếp cuối tháng nó trừ tiếp nhất là cái tháng 12 đấy công ty nào nó trừ tiếp còn nếu mà nếu mà nó tính là anh gửi cho nhiều người ấy, à thế là cái những cái tiền đấy nó trừ quá rồi vì nó lại trả về cho anh nó sẽ trả về cái tiền thuế cho anh thì cuối năm anh lại nhận được về còn nếu không này sẽ mất trắng cái tiền đấy không thậm chí anh còn bị trừ thêm thêm đấy là những cái đấy bây giờ cuối năm rồi tháng 9 rồi mọi người chú ý lắng nghe những cái này để mà làm giảm thuế đi nhá gửi tiền cho nhiều người vào cố gắng tối thiểu gửi cho ba người nhá gửi cho ba người lấy giấy tờ gửi tiền về việt nam đấy gửi đến công ty hoặc nghiệp đoàn người ta sẽ làm giảm thuế cho làm điều chỉnh lại thuế cho đấy, khi mà xong cuối năm mọi người nhận được cái giấy gen sen đấy mọi người sẽ biết được xong là uh, ghi tên những người thân đi vào và cộng với kèm với giấy gửi tiền nộp lên công ty thế là xong cuối năm em nhận được tiền có tiền về đi liên hoan không mất tiền vẫn gửi về gia đình bình thường nhưng không là tháng đấy là móm đấy tháng đấy ít tiền lắm đấy thuế thị dân nữa thuế thị dân cứ tháng 6 hàng tháng cứ tầm tháng 6 ấy, nhận được một cái tờ thánh chỉ của bên 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 gọi là như ví dụ như mình ở Phu Chiêu ấy, thì sẽ nhận được của bên ủy ban nhân dân huyện Phu Chiêu sẽ nhận được cái đấy nhưng là thánh chỉ đã đưa về rồi thì thôi chị rồi bị mất tiền rồi là chị cũng không làm gì được cái tiền ấy không lấy lại được vì mình không gửi tiền về thì mình không lấy lại được Thôi xin phép tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tư vấn khá là dài rồi mọi người có thể vào xem lại cái livestream này của mình trên tường nhé mình sẽ để trên tường tiếp vì đoạn đầu mình nói rất là nhiều rồi đấy nên là chốt chốt lại cho tất cả mọi người là mình làm về dịch vụ lên kim cộng với cả tư vấn uh, làm giảm thuế và thuế thị thuế thu nhập cá nhân thuế thị dân miễn phí ngoài ra sẽ tư vấn uh, tìm việc cho anh em kỹ sư rồi chuyển việc tàu quốc tế cho anh em ở bên nhật bản đầu việt nam nữa thì còn miễn phí hoàn toàn cho tất cả mọi người nên là rất là mong anh em ủng hộ nếu như có bạn bè nào chuẩn bị về nước thì hãy giới thiệu cho mình để làm nên kin xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream này của mình và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe công việc ngày càng phát triển chào tất cả mọi người